Don't be sad, don't be lonely. Don't you know that I love you only? Just be mine. Hi, chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình, Anh Thư Nguyễn Vlog. Thì theo như các bạn đã xem video 161040 thì mình có up lên những tấm hình của hai cái hotel mà mình sẽ tạm dừng chân ở Nhật Bản. Đó là một hotel ở Tokyo và một hotel ở Osaka. Thì sau khi mình nghỉ dưỡng ở Osaka một vài ngày thì mình sẽ bay qua hãng hàng không Nhật Bản từ Osaka đến Cam Ranh, Nha Trang. Thì như lời mình đã hứa thì mình sẽ up lên những tấm ảnh của những hotel ở Việt Nam và những nơi mình sẽ tạm dừng chân một đôi ngày vào dịp Tết Tây vào đầu năm 2025. Thì đây, mời các bạn đón xem nha. Every
miles away. I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk. I think you said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are. Who you really are. Sorry, 'cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle. Đó, như các bạn thấy đó, thì mình đã book cái hotel ở Diamond Bay, Nha Trang. Thì theo mình biết, thì là ở cái hotel này đó, nó luôn có cả dịch vụ đón mình ở sân bay Cam Ranh. Và cái phòng mà mình đặt đó, theo như trong hình đó, thì nó là như vậy. Nhưng mình không biết là khi mình nhận phòng có được là như vậy hay không. Thì mình phải ghi chú lại, để có gì khi mà mình đến á, mà sự thật nó không có đúng như vậy á, thì mình có quyền khiếu nại. Thử vì mình đã thanh toán tiền rồi. Tất cả các hotel ở Nhật Bản và cũng như là hotel ở Việt Nam. Cho nên nhiều khi mình cũng hơi phập phồng rằng là mình thanh toán sớm quá như vậy, rồi không biết phòng mình nhận á, có đúng như yêu cầu mình đã đề ra hay không. Rồi mình cũng hồi hộp rằng là hotel họ có dịch vụ đưa đón mình ngay tại phi trường mà không tốn một chi phí gì nữa, tự vì cái giá phòng mình đặt là có kim luôn dịch vụ đưa đón, cho nên mình cũng hồi hộp xem thử như thế nào. Và tiếp theo là những hotel kế tiếp mình sẽ đưa lên cho các bạn xem nhé. For a second, yeah, you'll be in over your head, babe. 'Cause there is no one other than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Sorry, 'cause if you're gonna
riding a horse you I adore. Don't want remorse. My brain moves light speed. Don't mean no lie. Secondhand, I felt a bit forgotten. Not your plan, but now the days of silence outgrow the fun things we have done. But tell me, do you wanna carry on? Plants don't grow without water, and they cave when it's cold. We your head on my shoulder, and let's enjoy the ride. When we started, our wishes aligned. We were like yin and yang combined. Now the tables have turned. Can we live and I learn? You tell me.
better off. The air will be richer and everything so much easier. We don't need to work so hard. We don't need to act strong. It's been too long. Behind the blue, I'm thinking about you, and I'm thinking about you. All the things we could do if I was sober enough. And so you met my friend. This party's nothing amazing. Your friends are skin and bones. She can't. Resort Center Mirage Mũi Né. Mình thì mình chưa đến đó lần nào. Đây là lần đầu tiên. Mình sẽ đi từ Nha Trang ra Mũi Né. Thì mình đi bằng gì thì mình chưa biết. Có thể là mình đi mình mướn xe. Cái chuyến
chuyện đó thì mình chưa tính trước được. Nhưng mà khi tới hotel, cái resort này á, mình hy vọng rằng là những cái tấm hình đó cho thấy rằng đó là sự thật. Còn ngoài ra đó, thì mình không có booking những cái villa mà có hồ bơi cá nhân. Từ vì trước kia đó, cách đây 2 năm đó, mình có về Việt Nam, mình có book một cái villa ở Cam Ranh, thì cái villa đó có hồ bơi riêng trước nhà. Nhưng mà có khi nào mà mình thọt cái chân xuống dưới cái hồ bơi đó đâu. Cái villa đó 2 tầng, có nhà bếp rất là rộng. Tại vì mình có mục đích là mình sẽ mời chồng cũ của mình đó đến ăn một bữa cơm để có thời giờ để tâm sự. Nhưng mà khi mình gặp anh ta rồi á, mình trút hết những bầu tâm sự rồi á, thì mình nghĩ là không nhất thiết phải mời anh ta về nhà nữa, bởi vì mình không muốn phá hoại đời sống mới của anh ta. Nếu mà vợ anh ta biết được á, thì cô ta sẽ ghen lên, mà ghen lên thì không hay. Nhưng mà có muốn ghen lên mà có tới cái khu mình ở đó, villa đó cũng không có được. Tại vì cái khu resort nào cũng có bảo vệ. Mà nếu mà mình thông báo với bảo vệ rồi thì bảo vệ sẽ không có tiếp và không có nhận cái người đó vô. Cho nên dù rằng là mình ở villa tầng trệt, nhưng mà những cái khu villa resort là đều có bảo vệ. Cho nên đó là nguyên do mà tại sao mình đi một mình mà mình mướn một cái villa 2 tầng có hồ bơi, có nhà bếp rộng cái lần đó. Thì lần này mình đi từ Nha Trang vô Mũi Né, mình sẽ ở cái resort này. Và cái villa mà mình booked á, là một cái mini villa. Thay vì là ở trước là cái hồ bơi thì là một cái sân cỏ. Thì giá nó cũng rẻ hơn, nhưng mà diện tích và đồ đạc ở bên trong á, thì nó cũng giống nhau thôi, cũng là một cái giường đôi đó. Cho nên mình thấy như vậy là đủ rồi. Nếu mà mình mời được mẹ mình đi chung á, thì mình sẽ nói cho họ đặt cho mình 2 cái giường chiếc thay vì cái giường đôi, thì mẹ mình sẽ ngủ một bên giường bên kia, mình ngủ một cái giường bên này. Đó. Còn nếu không thì mình ngủ một giường, còn một giường để mình để đồ. Thì thường thường mình đi chơi những nơi xa, có đôi khi thì mình đặt giường đôi, nhưng mà có đôi khi mình đặt 2 cái giường chiếc. Các bạn biết tại sao không? Tự vì mình hay đi mua sắm đồ á, thì cái giường chiếc đó đó là để mình để đồ lên trên. Chứ không phải là mình cố ý là sẽ mời một người thứ hai. Mà giường đôi, nếu mình có để giường đôi á, thì mình cảm thấy ngủ rất thoải mái. Tại vì nhà mình cũng có loại giường đôi. Một phía bên kia là mình để sách vở, máy móc gì đó. Tại mình hay đọc, xem này nọ computer ở trên giường á, thì khi mình ngủ mình chỉ quăng qua một bên là mình có thể ngủ được rồi, thay vì mình phải dọn dẹp trước khi đi ngủ. Đó là nguyên do nó là như vậy. Thì mình hy vọng rằng là nếu các bạn đã từng đến cái hotel này rồi hay là cái resort này rồi, thì các bạn để lại cái cảm nghĩ cho mình nhé. Còn đối với mình thì mình chưa đi đến đó lần nào, cho nên mình cũng hồi hộp lắm. Vừa hồi hộp mà vừa cảm thấy rất là vui, tại vì mình thấy trong hình thì rất là đẹp. Đó. Nhưng thật sự nó có đẹp hay không thì mình chờ đến lúc mình có mặt tại đó nha các bạn. Các bạn hãy để lại comment nha. Tại vì mình muốn biết là các bạn nghĩ như thế nào về cái resort đó. Còn đối với mình thì rất là mới mẻ. Ok nha các bạn. See you for next video ở một cái hotel khác. Mời các bạn đón xem. We're fading so hazy. I'm changing into another. It's crazy.
To know me,
Đấy, các bạn đã xem những tấm hình từ Hoàng Ngọc Beach Resort ở Mũi Né. Thì mình sẽ ở đó vào những ngày cuối cùng trước khi mình lái xe từ Mũi Né ra Sài Gòn, rồi bay từ Sài Gòn đến Tokyo qua hãng hàng không Vietjet. Mình phải nói là mình ở lâu nhất là ở hotel này, Hoàng Ngọc Beach Resort Mũi Né. Bởi vì mình có một cái sở thích là cái hotel nó phải nằm trước mặt biển. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa đó là buồng tắm cầu tiêu phải sạch sẽ. Coi như là khi mình vô mình tìm những cái hotel á, cái trước tiên á là nằm trước bãi biển. Cái thứ hai nữa là buồng tắm cầu tiêu sạch sẽ. Rồi những cái điểm kia thì từ từ đi sau. Cho nên mình rất quan trọng về vấn đề này. Mình chưa có đến cái hotel này lần nào và mình cũng chưa ra Mũi Né lần nào đó. Thì cái Hoàng Ngọc Beach Resort này mình cũng chưa bao giờ tới. Mà mình thấy hình thì thấy thích thiệt đó, nhưng mà mình rất sợ là nó xuống cấp. Cho nên cũng hơi rung động. Rung động là không biết là nó sẽ như thế nào. Nếu mà các bạn mà có đã từng ở hotel này rồi á, thì cho mình vài comment nha. Mình thì cũng thanh toán hết tất cả rồi, cho nên mình cũng hơi sợ sợ là mình không biết là mình được cái phòng như thế nào. Nhưng mà phòng mình đặt á, là mình muốn phòng hướng về sân, cây cỏ, chứ không có hướng về thành phố và cũng không có hướng về biển. Tại mình thấy mấy cái quảng cáo trong YouTube á, mình thấy những cái tòa nhà đó rất là thấp. Mà nếu mà có muốn hướng ra biển á, thì cái ban công á, nó bị trước cái ban công nó có một hàng cây, những cây dừa, cây xoài gì cao lớn lắm, cho nên nó che đi cái khung cảnh để nhìn ra biển rồi. Cho nên không phải là mình tiếc tiền, nhưng mà mình thấy nhìn ra biển có được gì không. Những cái cây đó che hết rồi. Thôi cho nên mình lựa là mình nhìn hướng vườn. Mà nếu mà nhìn hướng vườn thì mình lựa cái tầng trệt. Tự biết sao không? Tại vì mình có thể nướng thịt đó. Nếu mình muốn khuya mình ngủ không được á, thì mình ngồi mình nướng thịt. Nhưng mà mình nghĩ là sẽ có muỗi nhiều lắm. Thì mình dự định là chắc là nó có bán cái loại mùng á, mùng rất là bự, mùng mà để mình ngoài trời á, ngồi ngoài trời, ngoài sân á, chứ không phải gọi là mùng mà để mình ngủ. Đó. Thì nếu mà mình ngồi ngoài ban công á, thì mình sẽ giăng cái mùng đó lên, thì ngồi trong đó nghe tiếng ve kêu ỉn ương kết nhái gì đó. Mình biết là mấy cái xứ Á Châu là nó cứ những có những cái tiếng ồn như vậy á, mà bên đây thì không có những cái tiếng kêu đó, cho nên cũng vui là thưởng thức những cái âm thanh như vậy cũng được. Nhưng mình chỉ sợ muỗi thôi đó. Thì mình tính là sẽ mua cái mùng. Mà nếu mua ở đây thì mắc lắm. Thì mình nghĩ chắc để về Việt Nam rồi mình mua. Đó. Muốn ngồi ngoài ban đêm thì chắc phải có mùng. Chứ không là muỗi chích. Còn không thì mình ra bãi biển, ngồi ngoài bãi biển cũng được. Lúc mình ở Phú Quốc là tối tối mình hay ra ngồi ngoài bãi biển lắm. Vậy mà ở ngoài bãi biển cũng có muỗi nha. Mình sợ muỗi lắm. Muỗi sao nó không có đốt người
bản xứ mà mình là nó cứ đốt à, mà một lần đốt như vậy nó sưng to lắm mà sưng lâu lắm. Ok nha các bạn, thì coi như là ba cái hotel mình đã úp lên đó là ba cái hotel mình sẽ tạm dừng lại ở Việt Nam. Tổng cộng là 3 tuần mình ở Việt Nam, thì ba cái hotel mình sẽ tạm dừng lại đó là ở Nha Trang và Mũi Né. Khi mình vô Sài Gòn thì có thể là mình đi sẽ lái xe rất là sớm từ Mũi Né ra Sài Gòn, rồi mình ra thẳng tới phi trường, rồi mình đi luôn đó, máy bay bay luôn. Thì khi mà mình bay qua tới Tokyo là khoảng 1-2 giờ sáng, thì mình đi dạng business đó, thì cho nên là mình có được vô trong ngồi trong lounge đó. Thì khi mình tới Tokyo thì một là mình gửi hàng hóa ở đâu đó, rồi mình đi dạo một chút, rồi đến giờ mình vô phi trường như là 10 giờ đêm á, máy bay bay trong cùng trong một ngày. Hoặc là mình sẽ đi lên trên lounge á, của dạng hạng business á, mình ngồi mình tắm rửa rồi đó, ở trên đó thì có ăn uống internet rồi này đó, mình ngồi trên đó mình làm việc rồi mình về đó. Chỉ có hai cách như vậy. Thì mình cũng hồi hộp, mình hồi hộp là như vậy. Cái ngày mà mình về từ Sài Gòn tới Tokyo, để từ Tokyo mình về lại Naui á, trùng một ngày, mình chỉ sợ là máy bay Vietjet ở Sài Gòn nó bị đình trệ, thì mình không kịp cái chuyến bay 10 giờ đêm từ Tokyo về về Naui. Đó, đồng ý là mình sẽ tới Tokyo 1 giờ đêm theo lịch trình, nhưng mà mình sợ nó đình trệ là đình trệ một ngày hay gì đó, chứ còn nếu mà đình trệ 1-2 giờ thì cũng không sao. Đó, từ vì theo cái vé máy bay của mình á, là mình sẽ tới Tokyo 1 giờ đêm. Nếu mà nó đình trệ một vài tiếng á, thì ok. Mà mình sợ nó đình trệ một ngày á, thì mình mất cái chuyến máy bay business kia của mình. Nhưng mà cũng may là mình đi, mình mua cái dạng business mà có thể khứ hồi được đó. Thì nếu mà mình có thể khứ hồi trong vòng 14 tiếng, trong vòng 14 tiếng, 12 hay 14 tiếng gì đó mình không nhớ, thì nếu mà máy bay có đình trệ thì mình sẽ thông báo cho hãng Air France để mình lấy một chuyến máy bay khác một ngày hôm sau hay gì đó, thì mình về lại. Nhưng mà nhiều khi mình thông báo quá trễ, nhiều khi mình cũng không có máy bay đi ngày hôm sau mà phải là một ngày nữa gì đó, thì có nghĩa mình phải ở lại Tokyo. Mình ở lại Tokyo một ngày thêm nữa cũng không có sao, chỉ có điều là có máy bay cho mình về lại Naui hay không thôi. Nhưng mà cái dạng vé của mình là dạng business mà có thể khứ hồi được, cho nên cũng không có sao. Chỉ có tốn công mình phải tiếp xúc với họ để mình dời vé vậy thôi. Ok nha các bạn. Video cũng dài rồi, đó là 36 phút 45 giây. Thì cũng mình cũng tạm ngừng lại nơi đây. Các bạn để lại comment cho mình nha, nếu các bạn đã từng đến những cái hotel mà mình đã post lên đây rồi đó, thì cho mình cái comment nha. Hoặc là các bạn có ý kiến gì đó, mình phải làm cái gì trong cái chuyến đi này, thì các bạn cho mình biết nha. Còn cái điều mình rất sợ nhất là ăn uống. Mình về Việt Nam dù rằng mình ăn rất kỹ nha, nhưng mà mình vẫn rủng rỉnh trong bụng á. Mình thèm món ăn Việt Nam lắm, nhưng mà về mình ăn lần nào là cũng bị khó chịu trong bụng hết. Đó. Ok nha các bạn. Có gì mình nói chuyện sau nha các bạn. Xin chào và thành thật cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình từ đầu cho đến phút chót. Mình rất vui đó nha các bạn. Bye bye. Ciao ciao. See you again. Ok nha các bạn. Bây giờ có sợ mũi mình cũng phải đi. Tại vì mình đã mua vé và đặt máy bay rồi. Nhưng mà đoạn phim này của mình thì cũng khá dài, 36 phút rồi. Cho nên mình cũng xin tạm ngừng nơi đây. Và mình cũng cảm ơn các bạn rằng là đã bỏ thời gian để xem cái video của mình từ đầu đến cuối. Và nếu các bạn đã từng ở những hotel này thì mình mong muốn các bạn để lại những cái comment về những cái cảm nghĩ và cảm tưởng về ba cái hotel này mà các bạn đã từng trải nghiệm.
Hoặc là các bạn biết thêm về những cái tin tức gì thì chỉ cho mình nhé. Tại vì mình chỉ là người khách du lịch chứ không, mình không phải là một người bản xứ, cho nên có thể có nhiều điều gì đó trong cái quá trình đi đến Việt Nam như thế nào thì các bạn gửi lời nhắn dưới cái video này cho mình nha. Mình cũng hơi run run, cũng hơi sợ sợ. Thân chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn next video. Ok, bye bye, see you again.